Chào mừng đi. Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn câu chuyện về Nai, Trâu và Rắn. Chuyện kể rằng một ngày nọ, khi con trâu đang từ ngoài đồng trở về nhà sau một ngày làm việc vất vả, anh nhìn thấy người bạn của mình là rắn đang bị đè bởi một cây lớn. Bởi vì vừa có một cơn lốc xoáy quét qua khu rừng nơi những con vật đang nương náu, rắn rên rỉ trong đau đớn. Ôi, tôi đau quá bạn trâu ơi, bạn làm ơn giúp tôi với. Con trâu dừng lại và suy nghĩ. Mình có nên cứu con rắn này không? Nếu cứu hắn, có khi hắn sẽ ăn thịt mình, thì hắn nổi tiếng gian ác mà. Mau lên, bạn trâu ơi, giúp mình với, xương mình gãy rồi, mình đau quá thì mất. Nghĩ. Nếu mình không giúp hắn thì mình là một người không có trái tim, mình cũng gian ác như hắn ta thôi. Do dự một lúc, con trâu quyết định giúp hắn. 1, 2, 3, đẩy nào. 1, 2, 3, đẩy nào. Cuối cùng cái cây được đẩy qua một bên và con rắn thoát nạn. Bạn đã thoát khỏi cái cây rồi, bây giờ tôi về nhà nhé. Dừng lại đó. Người chưa đi được đâu. Sao bạn lại nói vậy? Tôi đã giúp bạn thoát khỏi cái cây mà. Đúng, nhưng giờ ta đói quá. Ngươi quả là một con mồi béo, chắc là thịt ngươi ngon lắm đây. Ừ, tại sao lại như vậy? Tôi mới cứu bạn mà. Ngươi biết mà, ta đâu phải là loài biết ơn người khác đâu. Trâu vô cùng tức giận vì bị con rắn gian ác phản bội. Con rắn tiến đến quấn chặt lấy trâu, chuẩn bị nuốt chửng trâu vào bụng. Bữa tối của ta mới ngon lành làm sao. Ha ha ha. Con rắn gian ác, mau thả ta ra. Ngươi đừng có mơ tới chuyện được thả ra nhé. Ha ha ha. Ta đang đói lắm đây. Đức thật, cứu hắn làm gì để giờ hắn lại ăn thịt ta thế này. Ta thật là ngu mà. Trong lúc đó, bất ngờ có một con rắn xuất hiện. Này cha đã, các bạn đang chơi đố vật à? Trâu trả lời ngay trong sự tức giận. Cái con rắn này, nó bị một cái cây lớn đè. Hắn nhờ tôi giúp đỡ, tôi đã giúp hắn đẩy cái cây ra. Vậy mà hắn ta không biết ơn tôi lại đòi ăn thịt tôi. Con trâu nói dối đó. Làm gì có chuyện tôi bị kẹt với cái cây to chứ. Tôi rất là thông minh, nên tôi có thể tự thoát ra mà không cần sự giúp đỡ của hắn. Nai biết rằng con rắn này rất là gian ác và muốn giúp đỡ cho con trâu tội nghiệp. Được rồi, các bạn không cần tranh cãi nữa. Chỉ cần làm cách này của tôi sẽ biết ngay ai là người nói thật, ai là người nói dối mà. Được rồi, giờ các bạn chỉ cho tôi chỗ lúc nãy mà bạn rắn bị cây đè đi. Con Nai yêu cầu trâu và rắn về lại chỗ có gốc cây to và rắn nằm xuống cho gốc cây đè lên người trở lại như lúc đầu. Rồi bây giờ bạn trâu lấy cái thân cây đè lại lên người bạn rắn như lúc đầu đi, cho mình xem. Ủa, đẩy cái cây này lên mình rắn hả? Đúng rồi, đúng rồi. À, tại sao đẩy cái thân cây lên mình của ta vậy? Ta sẽ bị nghiền nát bởi cái thân cây mất. Rồi bây giờ rắn hãy tự mình thoát ra khỏi cái thân cây đi nha. Bạn thông minh lắm mà. Bạn rắn thông minh ơi, bạn ở đây nhé, tụi mình về nhà đây. Rắn ở đây đi, tự mình thoát khỏi cái cây đi nha. Không ai giúp đỡ bạn nữa đâu. Ôi da, tôi đau quá. Cái cây nó nghiền gãy xương tôi luôn rồi. Cứu tôi với. Thôi nào bạn trâu, chúng ta về nhà thôi. Để con rắn vô ơn này ở đây một mình. Chúng ta về nhà thôi, không nên giúp đỡ những kẻ vô ơn. Vậy là cuối cùng, Nai đã giúp trâu trừng trị con rắn gian ác một bài học. Các bạn ơi,